mình sẽ nấu cái món cà ri mai cả nhà. Đây, nước dừa và sữa tươi rất là ngon béo. Mình nấu món cà ri mai với loại cà ri, xả, cái lá cà ri. Cà ri giờ cũng đã chín rồi nha, thật mềm thơm. Mình có thể ăn với bún, cơm hoặc là bánh mì. Hôm nay gia đình mình ăn ba món. Thì nay ăn là bún, bánh mì và cơm nha. Mình sẽ cho củ hành chắc muối vô. Nhà có ăn cà ri mai chưa? Nếu chưa có ăn thì mình mời cả nhà ăn cùng gia đình mình nha. Hôm nay mình nấu cho ông xã mình thưởng thức món cà ri mai.